Chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Michael Tâm Nguyễn. Hôm nay mọi người có khỏe không? Thì sau cái video visa nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, bạn không những là đi làm nông trại nha, các bạn còn đi làm về cá, là làm ngư nghiệp là đánh bắt thủy hải sản, và bạn có thể làm lâm nghiệp nữa, đi trồng cây nữa cũng được. Mình đang nghiên cứu mấy cái đó để mình chia sẻ với các bạn. Thì bây giờ mình có một số cái câu thắc mắc của các bạn, bây giờ mình sẽ đọc lên và mình sẽ trả lời từng câu một cho các bạn ha. Và mình nói lại một lần nữa, cái visa này bắt đầu là cuối tháng này nó mới có thông tin chính thức từ Bộ Di trú. Do đó những cái người nào mà người ta đưa cho các bạn những cái lời mời, tất cả những cái đó đều hoặc là người ta nói đây là điều kiện này nó đó là không đúng nha, không đúng sự thật. Tại vì cái này cuối tháng này mới biết được, cái visa loại này cuối tháng mới biết. Còn lát nữa mình sẽ chia sẻ các bạn có những cái website các bạn có thể lên đó coi. Rồi những cái kênh YouTube bạn nên coi để bạn biết những cái nước khác nó đi như thế nào, để bạn coi để mà bạn tham khảo luôn nha. Câu thứ nhất, tìm hiểu về visa farm, cách đi Úc bằng visa này. Các bạn hỏi chi phí bao nhiêu, giấy tờ gì, tuổi tác bao nhiêu, bằng cấp thế nào, sang Úc thời điểm này có phải chích ngừa hay không. Tất cả cái câu hỏi nãy giờ mình đọc á, cuối tháng mình trả lời. Bây giờ mình không trả lời được và không có ai có quyền trả lời đó, chỉ có Bộ Di trú mới ra cái thông tin là có cần điều kiện tiếng Anh bao nhiêu. Và bạn cứ thử tự nghĩ đi, bạn không có sức khỏe thì sao bạn đi qua đây bạn làm việc được, đúng không? Rồi bạn không có tiếng Anh, qua đây bạn nói bằng tiếng gì? Bạn nói bằng tiếng em hả? Các bạn thì người nào có tiếng Anh thì người đó lợi hơn, và bạn tiếng Anh thì chắc chắn nó không có phải yêu cầu tiếng Anh cao rồi đó. Ok, lát nữa mình đọc cho bạn nghe một cái bài trên SBS để các bạn hiểu thêm ha. Ok, sang Úc thời điểm này có phải chích ngừa không? Chắc chắn là phải có rồi các bạn. Bây giờ các bạn muốn nhập cảnh vô nước Úc, cho dù có travel exemption, nó nghĩa là bạn được quyền nhập cảnh, thì nó bắt bạn phải đi cách ly và bạn hoặc là bạn phải có chích ngừa, mà chắc chắn là chích ngừa là điều kiện tối thiểu rồi. Bạn phải chích ngừa của Anh hoặc là của Mỹ nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe một cái bài của SBS luôn, và mình sẽ giới thiệu các bạn những cái YouTube mà bạn nên lên đó bạn coi. Ok, đây các bạn thấy nè, ở trên SBS tiếng Việt bạn đánh vô SBS tiếng Việt, ok, là nó có mình đọc một vài thông tin chính cho các bạn nha. Các bạn thấy hình ảnh người ta đang làm farm đây không? Đó. Rồi visa làm nông có cơ hội trở thành thường trú nhân, những điều cần biết. Ok, chính phủ liên bang vừa thông báo sẽ ban hành một loại visa làm nông mới từ ngày 21 tháng 9. Đó, cuối tháng mới biết ha các bạn. Vậy điều kiện yêu cầu của nó là gì? Thì các bạn đừng nghĩ cái bài này nó đưa ra bạn điều kiện. Đây là chỉ là một bài báo của SBS tham khảo của luật sư Andy Lâm. Rồi luật sư này phán đoán coi nó có đúng hay không, thì luật sư này đưa ra những cái lời nhận định. Ok, rồi vào tuần trước, chính phủ liên bang đã thông báo rằng bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 sẽ ban hành một loại visa làm nông mới nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động do Covid-19 gây ra trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp. Các bạn nhớ nha, 3 lĩnh vực lận chứ không phải một. Nhắc lại một lần nữa, 3 lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp. Đó. Đặc biệt theo lời Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud, chương trình này nhắm tới những người lao động Thái Bình Dương và Đông Nam Á, không bị giới hạn số lượng. Nhớ nha, không bị giới hạn số lượng có nghĩa là ai apply cũng được. Đó, do đó các bạn nếu mà không đủ điều kiện á, không sao. Bạn cố gắng bạn làm cho nó đủ điều kiện. Bạn tiếng Anh yếu, ok thì đi học tiếng Anh cho nó mạnh lên, yếu mà ra gió sao được, đúng không? Đó, bạn nào sức khỏe yếu thì rèn luyện đi, tập thể dục đồ cho nó khỏe lên rồi đi làm nha. Không giới hạn số lượng nha, sẽ bao gồm cơ hội trở thành thường trú nhân và tái định cư tại vùng nông thôn. Các bạn nhớ nha, bây giờ mình nói về cho các bạn tưởng tượng nè. Không ai mà kêu bạn đi làm farm ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội hoặc là Đà Nẵng, những cái thành phố lớn, đúng không? Người ta yêu cầu bạn đi làm farm, làm nông, làm ngư nghiệp ở những cái thành phố vắng, ở những cái nơi vắng vẻ, để làm gì? Để bạn bổ sung dân số cho những khu đó, bạn tạo ra cái nguồn nhân lực cho cái khu đó, bạn tới đó bạn giúp cho người ta để người ta phát triển cái ngành nghề người đang thiếu hụt lao động. Còn những cái nơi như ở thành phố lớn nó đông lắm rồi, đâu có thiếu đâu mà kêu các bạn qua đó, nên các bạn tưởng tượng như vậy đi. Còn ở Úc này có những thành phố lớn ví dụ như Melbourne nè, Sydney nè, đó là những cái thành phố lớn, ok, Brisbane nè. Melbourne là thủ phủ của tiểu bang Victoria, Sydney là thủ phủ của tiểu bang New South Wales, Brisbane là thủ phủ của tiểu bang Queensland. Đó, 3 cái thành phố lớn nhất của nước Úc đó. Có cái thủ đô thì nó nằm ở trên thủ đô tên là Canberra, nó nằm ở cái ACT, ok, thì nó cũng nằm ở trong tiểu bang New South Wales luôn. Hôm nào mình nói với bạn thêm cái vụ này, ok. Rồi Tuy loại visa này mới chỉ được thông báo và những yêu cầu cũng như điều kiện vẫn chưa rõ ràng. Nhớ nha, chưa rõ ràng. Ai mà nói rõ ràng rồi là người đó là không có thật nha. Người ta nói không có đúng nha, không đúng sự thật nha. Có khi là lừa đảo, các bạn cẩn thận nha. Nhưng thực sự đã thu hút rất nhiều quan tâm của di dân với hy vọng có cơ hội được tham gia vào thị trường lao động ở Úc. Ok, SBS Việt ngữ đã trao đổi với luật sư di trú Andy Lâm ở Sydney để đem lại những chi tiết cho quý vị độc giả. Rồi câu hỏi của SBS là yêu cầu và điều kiện của loại visa làm nông là gì? Rồi, hiện tại Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, David Littleproud, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nè, và Tổng trưởng di trú mới chỉ đưa ra thông báo rằng visa nông nghiệp này sẽ dựa trên Seasonal Worker Program SWP và Pacific Labor Scheme. Seasonal Worker Program Regional Pilots đã chạy thử, là cái chương trình này đã chạy thử ở những cái tiểu bang như là các vùng tỉnh và thưa dân ở New South Wales, là đó bạn thấy không, thưa dân ở tiểu bang New South Wales và Victoria như Sunraysia, Goulburn, Murray Riverina and Wimmera hoặc là Mallee, với những điều kiện cho phép là nông dân linh hoạt di chuyển nhân viên giữa các nông trại. Ví dụ bạn tưởng tượng một cái nông trại này có 10 người nhân viên, một nông trại kia có 20-30 người nhân viên, mà các nông trại 20-30 người nhân viên này người ta dư nhân viên mà bên 10 thiếu thì người ta linh động, người ta chuyển qua chuyển lại thôi. Ok, tuy nhiên vẫn chưa có một bộ luật nào chính thức được đưa ra cho visa làm nông này, các bạn nhớ nha, chưa có chính thức. Với tình hình nông nghiệp Úc đang thiếu hụt lao động trầm trọng, Bộ trưởng Nông nghiệp Úc cho rằng số visa mới này có thể bổ sung nguồn lao động ít nhất 10.000 người mỗi năm. Cái visa mà Working Holiday Visa, visa 462 á, thì nó có rất là nhiều điều kiện và nó chỉ cho mỗi năm 1.500 thôi ở Việt Nam á. Còn cái visa này là nó không giới hạn và có thể là người ta đang cần khoảng 10.000 người hoặc 20.000 người, thì các bạn thấy nó khủng khiếp cỡ nào không? Còn các bạn có đủ điều kiện hay không thôi. Theo nhận định của luật sư Andy Lâm, dựa trên chương trình Seasonal Program hiện tại, các điều kiện căn bản có thể tương tự các loại visa bảo lãnh người lao động khác. Thì luật sư Andy Lâm á, nói á, là sẽ tương tự, mà không biết thì cuối cùng sao thì người ta đoán thôi mà, đoán đâu có sao đâu. Nhưng mà cái này không phải thông tin, không phải chính thức nha, nhưng mà chỉ có đoán thôi nha. Luật sư nói là sẽ tương tự các loại visa bảo lãnh người lao động khác, đúng hợp lý mà các bạn. Theo tôi suy đoán đó, các bạn thấy không, điều kiện có thể là chủ trang trại phải xin chính phủ chấp thuận cho mướn nhân viên, phải chứng minh rằng không thể mướn được dân địa phương. Đó, các bạn nhớ điều kiện này nha. Khi mà một công ty á, nó mướn được dân địa phương thì chính phủ Úc phải buộc phải mướn dân địa phương trước, mà dân địa phương người ta không chịu làm, thấy vất vả quá họ không chịu làm, hoặc là xa quá, khỉ ho cò gáy, chó ăn sỏi, bò ăn thóc gì đó mình không biết đó, thì mới tới cơ hội cho các bạn ở Việt Nam. Các bạn nhớ không, các bạn hiểu nha, các bạn cố gắng qua đây vài năm đi, khi nào bạn có để cho các bạn có thường trú rồi có quốc tịch thì rồi xong rồi gia đình bạn qua đây, có khi con cái của các bạn được đi qua chung nữa đó, thì các bạn cứ nghĩ tới cái chuyện là ráng cố gắng gì phấn đấu, củng cố đời cha, củng cố đời con nha, đó, hy sinh đời cha đi để củng cố đời con. Không biết câu đó nói làm sao mình quên nó nho rồi. Ok, rồi chính phủ phải thuê mướn người dân địa phương mà không được thì mới tới người dân ở những cái nước khác, mà 11 nước Đông Nam Á đó các bạn. Rồi, còn đương đơn xin visa có thể chỉ cần trên 21 tuổi, bạn trên 21 tuổi nè, có sức khỏe tốt, thân nhân tốt và không có tiền án tiền sự, chưa bị từ chối visa qua ở Úc. Bạn nào mà đã bị từ chối rồi thì mình không biết, là theo luật sư á, là luật sư nói là chưa bị từ chối visa ở Úc lần nào. Và điều kiện quan trọng để có visa này là chủ nông trại Úc phải gửi thư mời hoặc hợp đồng làm việc, do đó thân nhân không thể bảo lãnh người thân dưới dạng visa này trừ khi họ có farm. Có nghĩa là nếu mà người thân của bạn có một cái farm thì cái farm này phải ở vùng hẻo lánh nha, vùng sâu vùng xa đó, nói vậy cho bạn dễ hiểu, thì hy vọng bạn làm được. Còn thân nhân ở mấy cái vùng đông dân, vùng đông đúc của thành phố Đông Đúc mà không có làm farm cũng như không bảo lãnh được. Ok, rồi những quốc gia nào sẽ được tham gia chương trình này? Các nước sau đây có thể tham gia và ký hiệp ước Úc về visa mới như Indonesia, Myanmar, Việt Nam, Singapore, Philippines, Malaysia, Thailand, Laos, Brunei, Cambodia, có East Timor nữa mà người ta quên nói. Với tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn tiến và chưa có gì chắc chắn về thời gian Úc sẽ mở cửa biên giới nha. Bạn nhớ nha, Úc chưa có nói, nó chỉ nói là cuối năm nay có thể mở cửa, nhưng mà không biết chuyển từ ngày 31 tháng 6 tới 31 tháng 12 rồi. Phải tạo ra, nhưng Bộ Di trú sẽ phải tạo ra một tiền lệ riêng cho những người lao động được cấp visa làm nông để có thể vào Úc. Ok, rồi các loại công việc có thể được mướn nhân viên theo visa nông nghiệp. Đây mình nói mấy cái nghề này cho các bạn để các bạn chuẩn bị trước nha. Gieo hạt, trời ơi ngày xưa mình làm mấy cái này hết rồi các bạn. Qua đây mình có từng đi làm farm, từng đi làm nông mà. Và mình, nghề nghiệp của mình đó, hiện nay mình cũng đi trồng cây mà đó, mình có công ty thiết kế và thi công sân vườn, mình cũng đi làm những cái cây cho nhà mới, nhà cũ, rồi mình cũng xây nhà mới, rồi mình cũng sửa nhà cũ đó. Mình bắt đầu từ cái nghề mà thiết kế và thi công sân vườn, rồi bắt đầu mình sửa hết nguyên cái nhà luôn, rồi mình xây nguyên nhà mới luôn. Tất cả mọi thứ bắt đầu từ nhỏ nhỏ rồi nó mới lên lớn các bạn. Rồi những cái công việc bạn phải làm như thế này nha. Thứ nhất là gieo hạt. Gieo hạt gieo làm sao? Thì bạn thọc cái cây hoặc cái tay xuống rồi xong bỏ cái hạt giống xuống, đúng không, cho nó có cái lỗ, mà bỏ hạt giống xuống rồi xong rồi lấp đất lên, đó là gieo hạt, đó là gieo thủ công á. Rồi có máy thì nó làm nhanh hơn. Trồng cây thì đào lỗ xong rồi bỏ cây xuống, tháo cái cây ra từ trong cái chậu hoặc là trong cái bao rồi bỏ cây xuống, xong rồi đừng có để nguyên cái chậu cây chấm cống xuống luôn nha các bạn. Rồi trồng cây xuống. Rồi thu hoạch vụ mùa thì bạn pick up á, là đi hái cái mấy cái trái á, đó. Ok, hái quả đó, thu hoạch vụ mùa, hái quả, hái rau hoặc hái quả. Bón phân tưới nước, phải trồng cây thì phải bón phân rồi phải tưới nước rồi chứ các bạn ha. Cho gia súc ăn nữa, rải. Giống ngày xưa mình nhớ ông bà ngoại nó đi trồng, đi nuôi gà, chiều ra đó, gà nó túm lại một cái rồi bắt đầu ngồi rải, giống như người ta nông dân đi rải mạ, rải lúa đó các bạn. Ha, cho gia súc ăn ha. Xây hàng rào. Hoặc cả cái nông trại bên này nó tính bằng hecta, chục hecta đó, nên bạn biết xây hàng rào thì tốt. Mấy bạn nào biết làm handyman như mấy cái nghề mình hay chia sẻ trên lò khởi nghiệp đó, thì đó bạn thì đi xây hàng rào B40 rồi dây, rồi cắm cái cọc xuống rồi xong rồi quấn cái dây qua rồi kéo, rồi xong rồi cách khoảng đâu mấy chục mét, 10 mét gì đó, rồi cắm một cái cọc, rồi có cái máy nó vọng cọc, còn thôi là có cái cây cắm cái cọc xuống xong rồi lấy cây vọng, chứ không có lấy búa đóng nha. Đó, vọng xuống rồi xong rồi đấm sau xuống rồi cuối cùng kéo đến đó. Mấy cái này làm quá hết rồi, mình thấy nam nhi chị chỉ là làm được à. Rồi chăm sóc chăn nuôi gia cầm nữa rồi các bạn đó, chăm sóc chăn nuôi đó, các bạn thấy không. Rồi tiếp tục ha, doanh nghiệp phải đảm bảo thuê nhân viên ít nhất trung bình 30 giờ một tuần, có thể trả theo hai cách, theo giờ hoặc theo sản lượng sản phẩm thu hoạch. Nhưng theo cách nào thì cũng phải trả theo luật lao động của Úc, và mình nói mở ngoặt ra các bạn đây. Luật lao động Úc là trả lương là trên 19 đô một giờ, đó cho các bạn biết ha. Không được ngược đãi hay giật lương hay trừ lương vô lý, nếu vi phạm có thể bị phạt tiền và hủy quyền mướn nhân viên visa nông nghiệp. Ok. Rồi tiếp tục câu hỏi tiếp theo là visa nông có thể đem lại cơ hội thường trú không? Trong thông báo chung của ba bộ trưởng thì có khả năng visa này sẽ dẫn tới thường trú. Tuy nhiên theo lời luật sư Andy Lâm thì visa này có thể có điều kiện bắt buộc vùng tỉnh đến từ 3 năm đến 5 năm và chỉ được làm ở một số công việc chỉ định, ví dụ như trồng trọt, chăn nuôi, giết mổ, thu hoạch. Nếu đương đơn chuyển qua vùng trung tâm thành phố xong đâu các bạn, mình nói các bạn nhớ nha. Bạn đang ở vùng Kỷ Ho, Cò Gáy, bạn không có được chạy vô trung tâm thành phố hoặc là vô mấy thành phố sôi động náo nhiệt đâu nha. Covid nó đầy, đi tới nó làm gì, lo ở chỗ đó làm nha, không có chạy lung tung nha. Đó. Đi tới tham quan, đi chơi thì cuối tuần thì được, nhưng mà không có được đi xin việc ở trong mấy thành phố lớn nha. Nếu đương đơn chuyển qua vùng trung tâm thành phố sinh sống hay làm những công việc không phải làm farm thì visa có thể bị hủy. Bạn thấy nguy hiểm không? Đó, nên nếu mà bạn nào may mắn có được cái visa này thì nhớ làm đúng. Visa nào bạn được quyền lao động bao nhiêu giờ nó có ghi rõ ràng hết nha các bạn. Rồi, có thể chính phủ sẽ tạo ra một loại subclass visa thường trú mới hay sử dụng visa 191 hiện tại đã ban hành cho các đương đơn vùng tỉnh. Có nghĩa là đương đơn phải chứng minh đã sinh sống và làm việc ở vùng tỉnh trong ngành nghề chỉ định, tiếng Anh có lẽ nha, 6.0 cho IELTS hoặc là PTE là 50 hoặc là 45 gì đó. Mỗi kỹ năng và mức thu nhập có thể phải đạt mức tối thiểu mới đủ điều kiện xin visa này, nhưng sẽ phải thấp hơn 53.000 của visa tay nghề hiện tại, 53.900. Có nghĩa là sao? Chủ mà bảo lãnh bạn để qua đây làm việc á, thì chủ sẽ bạn và chủ phải có một cái hợp đồng lao động, đúng không? Chủ phải cần lao động thì bạn mới đáp ứng cái đó, thì không phải cái mức lương của bạn á Đối với những cái visa tay nghề thì mức lương yêu cầu cũng gỡ gần 54.000, còn mức lương của bạn có thể là 50.000, có thể là 45, 47 gì đó, mình không biết. Thì đó, đợi tới ngày 21 tháng 9 thì sẽ rõ. Ok, bây giờ có một cái lưu ý cho các bạn nha. Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, loại visa này vẫn chưa được ban hành luật. Quý vị nên hỏi ý kiến những chuyên viên di trú có đăng ký để được tư vấn, đặc biệt là nên cẩn thận những chiêu lừa đảo. Các bạn nhớ cẩn thận những chiêu lừa đảo nha. Hiện nay chưa có ai hết, khi nào nó có mình sẽ mời các chuyên viên tư vấn lên đây để nói chuyện với các bạn. Ok, đặc biệt nên cẩn thận những chiêu lừa đảo, không nên qua những công ty môi giới lao động không rõ ràng. Ok, hy vọng cái video này giúp ích các bạn. Các bạn nhớ nha, không nên manh động, đợi tới ngày 21 tháng 9 đã. Rồi ok, đó là xong cái phần mình điểm tin. Các bạn có thể vào SBS, các bạn đánh nếu mà Việt Nam các bạn mở không được cái này thì các bạn chuyển qua mấy cái trình duyệt, ví dụ Google Chrome mở không được thì bạn ấn 2-3 lần, có thể chuyển qua Firefox, có chuyển vô qua mấy cái phần mềm cái ứng dụng khác để các bạn coi nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nói với các bạn thêm cho các bạn coi mấy cái YouTube channel mà nó là liên quan tới cái visa này mà mấy cái nước khác người ta đã đi lao động rồi, để cho các bạn lên các bạn tham khảo. Ok, bây giờ bạn sẽ thấy là đây, ở trong cái bài báo của visa làm nông này đúng không? Ok, thì bạn sẽ kéo xuống, hồi nãy mình có nói về cái chữ tiếng Anh đó, cái chữ tiếng Anh mà các bạn không biết, nó ghi là Seasonal Worker Program and Pacific Labor Scheme. Thì bạn sẽ copy cái này đó, bạn đó copy hết cái này, rồi bạn copy cái này xong rồi bạn search, bạn Google search cũng được. Ok, nó sẽ ra nè, đó nó ghi cái này nghĩa là gì. Ok, rồi xong rồi bạn mở YouTube lên, đó sẽ nó hiện ra một đống video nè đó, và đặc biệt là ABC nè, cái đài của Úc nè, mở lên các bạn nghe. Rồi tiếp tục Pacific Labor Mobility đó, rồi cái này Protect Yourself nè đó, rồi đây nữa, coi người ta đi làm farm sao nè, anh này anh đi làm farm như thế nào, bây giờ anh trở thành supervisor luôn nè đó. Bạn coi nha, Pacific Labor Mobility đó. Ok, các bạn coi mấy cái này đó, các bạn cứ đánh đúng cái hai cái chữ nãy mình là lên trên này rồi nó sẽ hiện ra mấy cái video này cho các bạn. Rồi đó, lên các bạn coi. Ok, rồi bây giờ mình lên cho các bạn coi vài video làm farm ha. Đây anh này làm farm, anh này làm tốt rồi, bạn vô đây, bạn vô có video làm farm rồi xong bạn vô cái kênh này, cái kênh gọi là Pacific Labor Mobility. Ok, rồi bạn vô phần video đó, người ta có quá trời video, mình vô mình coi người ta làm farm trên này người ta làm cái gì đó, rồi hàng ngày người ta biết đi hái làm sao đó, người ta đi hái nè đó. Đó các bạn thấy không đó. Đó các bạn vô đây bạn coi hết nha để bạn biết ha. Đó, làm nông nghiệp rất là tốt nha, mình rất là thích nông nghiệp nha các bạn. Tại mình cũng là người nông dân mà, mình là người nông dân mà. Ok, đây. Ok, đó người ta đi làm farm nè, người ta làm cái gì bạn vô đây bạn coi bạn biết hết. Rồi cách làm sao, rồi người ta mướn lao động sao đây. Ví dụ chị này đi được mướn lao động từ bên nước của chị đó nè. Đó. Đó, chị này đi làm việc nè. Rồi ok. Đây lao động làm sao đó các bạn coi nè đó, nông dân đi làm nè đó. Ok, đó các bạn coi người ta làm cái gì ở bên này để cho các bạn rồi, để các bạn có được cái hình dung, cái bức tranh của bạn nó đi đến Úc để làm gì. Nếu các bạn không có đầu tư, không có kinh doanh được á, hoặc là bạn chưa có vốn á, thì bạn có thể đi qua bên này để bạn làm việc, và vừa có thể có vốn về Việt Nam có thể xây nhà. Hồi trước có những anh chị qua đây làm farm về cũng xây nhà quá trời ở bên Việt Nam này đó, mình đã chứng kiến những cái gia đình đó rồi. Hồi xưa mình đi làm farm chung với mấy anh chị đó luôn á, làm rồi dành dụm một tuần ở luôn ở trên farm luôn, gửi tiền về rồi xây nhà từ từ, một năm xây một căn hoặc là 2 căn, rồi vài năm sau là có vốn về Việt Nam kinh doanh đó các bạn. Nhiều gia đình như vậy lắm. Thì các bạn chưa có vốn thì các bạn qua đây các bạn làm đó, bạn coi người ta kinh doanh như thế nào hoặc người ta đầu tư như thế nào. Giờ mình chưa vốn, nếu ở Việt Nam không biết cách nào hết thì đi làm theo cách này thôi. Rồi đó, đại dịch rồi là bạn thấy ở nước ta chống dịch như thế nào rồi, mình không muốn nói nữa. Thì bạn coi nước ngoài người ta chống dịch như thế nào, nước Việt Nam mình chống dịch như thế nào, đặc biệt bạn nào ở Sài Gòn và đặc biệt gia đình mình ở Sài Gòn thì stress bao nhiêu thì các bạn biết rồi đó. Đó nguyên một cái dòng họ mình luôn ở Sài Gòn hết đó thì đó. Các bạn biết rồi, mình không muốn nói nha, bao nhiêu là những cái chuyện thương tâm đau lòng đó. Rồi, thôi video này mình hy vọng là cánh cửa để mở ra cho các bạn. Thì hồi nãy luật sư có nói, thứ nhất là bạn sức khỏe bạn phải tốt ha, thứ hai là bạn phải trên 21 tuổi và phải có tiếng Anh. Thì lương các bạn nãy luật sư có nói 50 mấy ngàn á, là phải dưới cái mức đó, thì mình nghĩ cũng đâu đó khoảng chừng 45 cho tới 50 ngàn đó một năm. Rồi ngoài ra đó các bạn có thể, đó là mức lương căn bản thôi nha. Rồi bạn có làm thêm thì người ta trả lương thêm cho các bạn nữa, overtime là trả gấp rưỡi hoặc là gấp đôi nữa. Và thậm chí thứ bảy chủ nhật bạn có thể đi làm một job khác để bạn kiếm thêm tiền đó. Ví dụ như mấy anh chị mà nãy mình nói là họ làm 7 ngày luôn chứ họ không có làm 30 giờ 40 giờ tuần đâu, một ngày họ làm mười mấy tiếng luôn, 15 16 tiếng luôn á, để người ta có tiền người ta gửi về nuôi con rồi đó, rồi gửi về người ta còn cho mấy đứa nhỏ đi học, rồi còn xây nhà mua nhà nữa. Rồi thôi video đến đây cũng dài rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn rất nhiều sức khỏe và các bạn nhớ, ai chưa đăng ký kênh của mình nhớ đăng ký kênh nha. Bạn thấy mình chia sẻ thông tin hay cho các bạn thì các bạn nhớ comment rồi đặt rất là nhiều câu hỏi vô, rồi sau đó mình sẽ trả lời bằng video cho các bạn. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn mọi người. Và khi các bạn coi đến đây rồi á, là mình biết là các bạn đã quan tâm tới video này rất là nhiều rồi. Mà bạn mà chưa comment thì nhớ comment, còn bạn nào thấy video hay hữu ích cho bạn và cho gia đình thì nhớ cho mình cái nút like. Còn thấy mà video mình không có tác dụng cho các bạn, cho gia đình các bạn thì bấm nút dislike cũng được, không sao nha các bạn. Và nhớ để lại comment để làm gì, để cho mình cũng biết các bạn nghĩ cái gì, để mình trả lời cho các bạn nữa, để mình trả lời bằng những cái video khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn nhiều sức khỏe. Ok.